thành ủy hội đồng nhân, nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố vũng tàu cũng tổ chức họp mặt đầu năm vào sáng nay theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố đón tết giáp thình thành phố đã chi trợ cấp tết cho cán bộ công chức viên chức người lao động và các đối tượng đơn vị 53 tỷ 200 triệu đồng trao sổ tiết kiệm cho 42 hộ nghèo không có đối tượng bảo trợ xã hội 420 triệu đồng và 865 hộ thoát nghèo 865 triệu đồng các ngành chức năng và ủy ban nhân dân các phường xã vận động trao 9.760 xuất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, 4 tỷ 124 triệu đồng. Thành phố cũng đã thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo cung cầu và giá cả hàng hóa trong dịp Tết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt Tết Nguyên Đán năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút đông du khách từ ngày 29 tháng 12 âm lịch đến mùng 5 Tết, thành phố Vũng Tàu đã đón và phục vụ cho khoảng 330.000 lượt người, tăng khoảng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong không khí đầu xuân mới, lãnh đạo thành ủy Vũng Tàu gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ viên chức thành phố bắt tay ngay vào công việc, nỗ lực làm tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giúp thành phố hoàn thành kế hoạch năm 2024.